Hello anh em, hôm nay mình có nhờ rừng đâu vậy, trưa nắng rủ đi đâu vậy? Rừng ở kia các bạn, giờ chạy xuống nhà của cậu Bảy anh em ở tập hợp dưới đó đâu. Mày có ý tưởng gì không mày? Đúng cậu Bảy ơi. Mày nó xuống cậu Bảy xong nói xuống này giờ cứ tương xuống nhà thiết chứ. Đi mày xuống nhà cậu Bảy anh em tập hợp đó, cho liếu tao cũng biết rồi. Cái này cho gì nhà cậu Bảy? Không biết đây. Cậu Bảy đưa điếc chưa mà chờ. Cứ nói khùng cái mập đấy mà. Giờ nhà không có ý tưởng gì không? Em muốn cho cậu Bảy rồi ha. Ok, đó anh xuống cho cậu bạn mưa cho anh vui. Được chưa? Rồi, ok. Cho về thằng nào cho về thằng nào mẹ. Cho đi mẹ cho đi mẹ. Hồi nãy suy nghĩ là vô. Trời mà lắt mẹ. Cùng biết mà lắt này em thấy ở nhà nó đang ngủ anh. Quần tự nhiên nó đang quay tay không nào. Ơi tưởng nó vô rồi. Đang có cậu Mỹ rồi như vậy đây. Cho ai? Cho cậu em. Mấy giờ đi bán trứng rồi. Không đi bán trứng mẹ rồi nãy. Giờ sao? Vậy nãy ông vừa gọi cho nó cho sớm ông mày coi. Ai biết. Ý tưởng tôi giờ coi như bỏ không luôn á. Để giờ sao? Mua kia đừng vé nữa mày. Mày biết không nha. Giờ sao? Nói ông ở lại cho ông chút. Để giờ sao thiết? Dạ anh chẳng khác nào nói ông bị cái ông đó là tôi làm tôi cạo đều ông cái nó nói xong cái chuyện không biết từ giờ đi đường ông con non quá còn kêu là có ý tưởng rồi xuống cho cậu Bảy ý tưởng gì nói mấy giờ người có rồi để giờ sao ông kêu xuống cho cậu Bảy hỏi kêu cậu Bảy đưa đít cho ông kêu đưa đâu giờ đi hay sao mày muốn bây giờ muốn cho cậu Bảy cũng mới nãy giờ ngồi tao đang cứ nghĩ cái sao giờ sao tao nói em này người tập trung vô nghe giảng bài nè ông nội. Đây là con chuột nè, đây là nhà của nó nè, nó đi vô nhà nè, còn mình là con mèo nè, mình dí nó. Nó thấy chưa, tập trung vô. Ơi, buồn ngủ quá. Ê, tập trung học mình không học mình lo ga hoài nè, mình là con mèo nè, giờ mình đi dí con chuột thấy chưa. À, trời ơi giờ này mà ngủ dậy nhanh lên. Dạ. Ủa mẹ mày, cái bảng bên đây này mày thấy được không? Mày ngồi ngủ đi, đủ mà tao giọng dép trong họng mày luôn nè. Đủ đéo hiểu mà. Rồi đúng rồi, hiểu không? Rồi anh em hiểu không? Hiểu chưa? Không hiểu chưa? Được không? Anh bắt thấy được không? Được. Nói chung là có được. Đâu giờ em? Mấy thằng điên nhà mệt yếu ơi. Đấy là anh em hiểu không? Hiểu chưa? Được không? Mà bây giờ là không giải thiếu giải thì đâu anh với rừng này giờ nãy giờ chưa vô ông chưa biết là anh với rừng nấp ở ngoài đợi em với phút vô đã tiếp. Người nhà mệt yếu mày. Bây giờ khi mà ông vô cái anh quýt cho cái em là anh cứ chạy vô là hiệu ứng là chạy vô anh giấu rồi nha, hiểu không? Trời mày nói là hiểu không? Cái nào thăm bên lên. Tôi mà không hiểu mày, tôi tao cho mày nghe. Cậu mẹ tôi còn sao tao nữa, em mới thích ảnh luôn á. Như vậy. Anh em mình vô. Thôi. Ừ. Đồ mẹ bảo mẹ đứa con mẹ. Đỡ vợ. Đỡ vợ. Anh bảo vợ mẹ. Đỡ rừng nó bỏ. Đỡ vợ em. Đỡ em rừng. Vô. Dạ em bỏ. Thằng nước mắt tội mẹ không? Mấy thằng nước này chưa dìa rồi, dìa mẹ cho rồi. Chứ nói giờ tao đi bán trứng đâu. À thì cậu bán rồi bán. Uống miếng nước dìa để làm cái gì vậy? Mày ra đánh nó chay chay đánh cái sao cậu? Mày còn người già trẻ em tụi bay ở đây làm gì? Máy bay xuống đây không bao giờ mà. Thay đang làm miếng nước. Cuộc sống tao không có miếng nước. Đâu? Mày đợi miếng mẹ được. Lấy cho mày. Đấy cậu. Cho tao quên cái tội sợ như vậy. Anh, tao đỡ còn lấy nước này quá. Để cậu lấy. Tao ngồi đây, ngồi đây. Anh em mình ngồi đây. Mày cứ ngồi đó đây. Nhớ đây cậu bảy. Cậu bảy làm nước. Đồ, lấy miếng nước uống cậu ơi, gần xíu rồi cậu ơi. Đồ, ra đây. Đồ mà đi ra tính đi gì mà tự nhiên ra, tự nhiên người say sắm á cậu. Lấy nước cậu. Đúng rồi nha. Lấy đi. Lấy đi lượm bỡ cái gì nó uống gì. Lên đây. Cái nhà cái gì đâu lấy đi đâu. Ai đây? Khách tư. Khách tới nhà không thịt gà cũng thịt chó chứ cậu. Đúng rồi cậu, khách tới nhà không phải thịt gà thịt chó ấy. Làm thịt gà ấy. Thằng cái tay đỡ tao cành nhanh cui vô lại trong cái đường luồng kia. Tốc độ. Rồi ok, ngầu lại. Lại đây qua. Đây cậu Bảy. Trời điên cái nào ra.
sao được. Mày lâu dữ. Tao ở như cái chợ mày. Đây là đây cậu. Nhìn này chợ đi ăn. Có bao nhiêu đó được cậu đi kia chơi. Tao đây mày sao. Tao mua tao bán. Hay thiệt cậu bảy ơi. Cái đá không có đá nè. Nước rồi, hết đá rồi. Đã đủ. Chết rồi. Không ăn quần đây, cái gì tao đỡ tao đi bán cái quay này chi nữa. Cho mày gì nữa vậy cậu bảy. Cậu bảy chưa dắt ra mà. Cậu bảy chưa dắt ra mà. Cậu bảy nói đây. Cứ giỡn qua đây. Không, cái gì sao tao mệt dữ mày điên chứ. Cờ nó cho uống miếng nước cậu nghe đâu. Cái vụ gì cậu không hiểu nha. Tao quay cái xe nè đó tao chắc quay cái xe cậu quay cỡ cậu chứ có liên quan tới con đâu he. Cái này sao có nhiều chuyện nếu mày bay trước làm nhà tao thấy được nát nhà. Cậu xanh nó phá gì kìa cậu. Cậu xanh nó phá gì kìa. Phá gì cậu đồ phá sao mà nó phá. Đồ phá gì mà bức luôn á. Nó vô nhà nó đi phá luôn à. Đồ mày làm mì tôm ăn nữa. Thế này giờ mày nghe không? Mày ngồng một chỗ được không? Đừng có đỡ làm phiền cậu bị nghe nha. Uống nước xem mà liệt là cái gì này nghe nha. Cậu cho ông cho vui gì? Cậu chéo cho vui gì? Cậu cứ xếp xếp đi bán trước đi. Dạ thôi. Anh cậu ơi. Nữa nữa nhỉ? Bé bé anh cậu. Cậu xe tao nữa chứ cái bán đi nữa. Cái này ai dắt? Hơi sai nha cậu, cái đoạn này hơi sai nha. Mà chết cậu nói con hiểu rồi. Tự giác cái gì vậy? Ở đây sao? Chưa. Tao nghĩ là cậu nói con hiểu. Nãy giờ tao giết tao bán đây chưa? Chưa. Chứ nãy giờ cậu giết tao xe tổ tao. Không, không, không. Cậu cứ đi đem đi vô, cậu cứ đi đem vô. Cậu tự nhiên đi ra nói vậy. Gì vậy? Xong giờ tao đi má rồi đi vô vậy. Ai biết cậu vậy? Cậu nói cậu được không? Cậu nói giỡn á, cái đó là vui vẻ rồi cậu. Cậu gì vậy? Đó là cậu. Ok cậu. Giờ tao bả nè, tao ở đây luôn á. Thấy nào mà đụng vô coi chừng tao. Ai nào đụng vô. Quá chắc cậu bây giờ còn đây. Tụi bay lấy coi bả ngoài đó cho đây cái gì. Không có nha. Hai ba lần đầu tụi đi quen em quen đi làm tao biết. Quá chắc. Thằng chắc là vô. Thằng chắc là vô cậu này. Rồi á, tụi bay tao tao thấy tụi bay bị hướng tao. Tao không thấy cậu ai con. Không có. Đúng không? Con nào đây đúng không? Ừ. Đang đi vô kia. Ừ. Cái xe này. À cậu sao cái xe? Giỡn, sao cái xe nằm dưới mưa vậy? Ông xong rồi, ông xong rồi. Ủa? Gì vậy? Là sao vậy mọi người? Trời ơi, cái quần què gì vậy? Cái đồ nó hết đường luôn á. Bỏ sao cậu bị gì? Cái chuyện tôi đi mà. Cậu dừng dưới mương rõ ràng. Con thấy rõ ràng này. Ừ. Đi xuống mà. Cậu thấy chấm mưa chấm mùa. Cậu thấy chấm mùa. Đúng rồi. Cậu bỏ vô chỗ đây hả? Mà hết hỏi sao tụi cậu dừng xe dưới mưa. Xe nào dưới mưa tao mới bỏ chỗ đây mưa. Ủa chứ cậu mới quay lại cậu không thấy sao vậy? Đừng có nói cậu chỉ con nha. Cậu đã có thấy mưa cậu không nhớ. Ủa? Gì vậy? Là sao? Xem cái con với cậu nói chuyện thế này. Từ từ đó tôi coi tim cậu bé con đập không. Đủ máy sao tim nó đập nhanh vậy cậu. Đâu. Máy đi cái đó là bị bằng tăng luôn á chứ. Đừng. Như em mới giờ. Bị trắng rồi. Người lấy cái dây giúp tôi giật. Đâu. Mấy mày giỡn nữa tôi cuốn thằng xe của mày. Không phải giỡn mà tự nhiên sao cái xe nó bay ra nó được ta. Nên nè, chúng phải lên đi bán kia. Tao lại giống như cậu đi đâu tao vô khiên thùng đứng nhìn đặng cái coi. Đây đậu chỉ thừa cái xe đây, cái xe này. Canh cái xe này cậu. Đó chỉ thừa hơn nữa. Ừ, canh xe cho biết không. Chỉ thừa đó. Bưng ra nấu không? Anh này giữ rồi này. Cậu bị. Cậu bị bán ngàn trứng mà. Mẹ không có con à, cậu bị nãy giờ quýu. Đó xe đó rồi, mau qua vợ điện ai điện. Rồi ok em yêu. Tao giờ anh chở đây cho nha. Ok. Mày tao nói chuyện giờ tao. Cậu em giống anh. Té tin mẹ mày đục. Nhảy đi tầng 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 tầng. Nhảy đi bậy. Đứng hai người
cái gì vậy? Yêu quá. Vậy là em làm gì không được. Mày đòi làm gì? Chào. Em ngỏ, chào chú Huy. Tụi mày mới mấy tư nấu không? Mày chạy tự nhiên lắm. Đi gì vậy? Mấy người đứa ơi, cái gì vậy? Có nhiều quá. Giờ cậu đi bán trứng ơn đâu cậu? Cậu bán trứng ơn đi tớ ơi quay. Giờ cậu bán trứng ơn đâu? Cậu không khó gì cậu vợ tao gì rồi nha. Coi chừng sắt nó đập tụi bay hết giờ. Bây giờ cậu bán đâu chưa? Tao bán ở Quy Nhơn chứ đâu mày. Cậu bây giờ mình vô luôn đi quá. À bây giờ. Quay. Bây giờ cái thùng trứng cái đâu? Ủa chứ ai biết mà hối vậy hối thôi tao lao nha cậu. Tao lao. Thôi tao lao. Cậu đây chứ ở đâu mà nói vậy mày? Còn cái tay cậu bưng trứng lần nào đâu mà cậu hỏi? Mấy đứa bay giận đâu. Là cậu bảy cậu nghĩ cậu bưng chưa? Cậu đang xem cậu coi thứ bưng chưa? Cậu đang xem cậu coi thứ bưng chưa? Tự nhiên cậu giận bạn rồi buôn bán chứ có giận. Tự nhiên như vậy cậu. Cậu nhìn cái gì cậu kiếm gì vậy? Thì có mình kiếm. Thùng trứng tao chứ. Trời, nãy giờ tao với thằng nào mới bưng ra đây mà. Sao nào bưng không? Nãy giờ em con uống nước trong kia mà con có làm gì đâu. Cậu bảy tự nhiên đi vô nhà ra hỏi thùng trứng. Con đang say nắng mà. Tao chưa bưng thiệt luôn ấy. Chưa, vô nhà bưng lại cậu. Cậu bán đâu vô bưng lại. Đi vô bưng lên cho cậu bảy xanh. Vâng. Cậu bảy cậu nhầm gì đâu không á. Tôi vô coi tới, cậu mày đem cho con ngủ cậu mày. Đồ cái dài mà đi đen chữ đen như đúng rồi. Đồ đen mẹ đỡ cho tự bưng mẹ. À bưng mẹ giận. Đồ đen chỉ là cách tự tự như cách người đen ngủ hết. Đồ quỷ tính à. Đồ quỷ tính gì đó mẹ. Đánh ra. Đánh coi. Không biết gì hết tự đen tự. Đồ đen tự 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 nhớ lộn thầu đụng đụng anh mẹ này tao bữa trứng tao mày là lo cho tụi bay ở nhà tao không thấy bao giờ yêu muốn mày cái gì tự nhiên cái tùng trứng ở bỏ là sao cắt nhà dẹp nó tùng trứng rồi tùng trứng rồi tùng 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 trứng rồi bữa tùng trứng rồi cả bảy thành cho anh đứa kia một cái dương rồi tám tùng trứng của tao mày điều này con lên này tao không phải rồi bé. Ủa đỡ cứ chỉ thưa rồi tự nhiên con cái tùng trứng này kêu tao người đâu cảm ơn ai vừa mẹ ai cái gì đấy rồi bé con phụ cậu ai con cái này giờ anh hỏi nha hầu giờ cai mấy dấu tội cho con hỏi cái chuyện này nha đầu tiên người ta mua trứng cậu bảy xong nha cậu bảy lấy tiền rồi cậu bảy kêu vừa lấy tiền rồi mới cắt cái này nha buồn chứ thầu con chút xíu đó mày nói nhiều với bay nữa tao vô tao là cậu bảy muốn tờ chân tay gì hả nhanh lên, nhanh đi đụng nhanh cái chân lên đụng làm anh gì chết rồi. Làm anh gì chết rồi. Nhanh đi. Không xem không? Thôi xem không? Thành thiết nào mày? Có thằng thiết nào mày ở đây hết á. Thành đơn bay cậu ấy. Thành thiết bay. Ủa sao cậu ấy núp vô đó đâu hiền. Sao không? Tao giỡn đi, tao bay gầy hai anh em tao luôn sao. Em có gầy hả? Bay trâu bay giết tao ấy. Mé này. Hai anh trộm cậu ấy. Bao trường 5 triệu. Thành thiết nó bay con hả? 5 triệu. Mày nói chuyện gì mày? Mày kêu thành bằng tăng nữa chứ. Ủa lộn. Thành đau chứ lộn. Vô nhà cậu dập đi. Cậu bảy. Làm lỡ công lỡ chuyện đi bắn trứng hết cậu. Đó là cao mà người đứng chạy mày. Gõ vô cái nào quên. Không có cậu bảy. Thành thiết nó bày con. Quả chân thiết nó bày con. Trứng kè nóng 10.000 đồng trứng. Nóng trứng 10.000. Thành thiết nó bày con cậu bảy. Bây giờ sao giờ mình tính sao? Giờ tính nào? Giờ tao một ngày tao bán. Nãy giờ tao lấy ra giờ. Để tao lỡ tháng cho mình trứng 2.000 trứng. 8 đồng. Cậu bị hỏi lại tới bên trứng ngày trứng nữa là hồi nãy giờ một giờ cậu bán được bao nhiêu trứng? Một giờ bán được 300 trứng. Ông chưa trứng. Ông chưa bán được là rồi đây. Rồi đây 5 triệu. 5 triệu. Rồi đó, bà ra đó cái tẩu quần cho khỏi cái gì luôn. 5 triệu đi mấy. Ờ cậu quần không đưa rồi. Cậu quần cậu quần được. Cậu quần. Chứ còn nói gì cậu quần được. Cậu quần được. Cậu quần được. Sao mà nhiều quần nhớ cậu quần luôn quần vàng đi. Cầm ở đây về ngâm rượu uống. Cậu quần ấy uống rượu. Chứ còn ấy luôn cậu quần. Cậu quần. Hai đứa hết chuyện tụi bay xuống xuống nhà tao bị giết luôn tao mày. Mày tự ổng nha. Ổng nhờ. Tình thiếu nó bày cái đều nó không còn nó bày gọi bày thấy đâu. Con biết rồi mày. Bao thôi.
Cậu Dương ơi, con không có quần đâu, cậu Dương bắt cậu cái quần nào kìa. Tôi đưa cái quần cho cậu ấy rồi đấy. Sao thì tự nhiên hôm nay chú xuống nhà tao, tao có hồi thẳng xuống. Thằng Thiết, thằng Thiết, thằng Thiết nó rô rô xuống nhậu. Thằng Thiết nó bày gì mà nó làm ấy. Nó kêu xuống rồi. Anh cứ thèn không? Anh cứ thèn không? Nó bày mày kìa. Rê luôn, bắt rê luôn. Rê luôn. Trên cây là ông này muốn vậy đâu. Tụi bây, Phương Dương. Đợi tao kiếm mày cứu đi cậu. Sao mày kêu kêu mày sao uống đâu? Ông em kiếm mày cứu nhà đẻ rồi. Cậu ơi, đưa vô bên đây đi, đừng tham gì thôi. Để ra đi. Đó, gọi vợ hai chục mượn triệu kia. Ừ, ông ấy hai chục mượn triệu đâu kìa. Giờ giờ cũng nói cậu giờ này. Toàn mẹ đi. Sáng uống tăng triệu mày. Toàn mẹ. Toàn hai chục mày. Tôi 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 đây. Toàn mẹ. Nói nhiều. Ta nói chỗ nào đâu? Nè mẹ. Nói nhiều. Con nói vợ con bính 500 mẹ được không? Một triệu bao nhiêu? Một triệu không? Một triệu đâu? Đỡ con nói vợ bính mẹ. Cậu mua bao nhiêu? 5 triệu. Tăng cái trăm trứng mà làm như 1 triệu. Chuyện 800 ngàn đâu? Triệu, 5 triệu. 2 triệu ơi. 2 triệu. Gì? Tăng trăm trứng là 2 triệu mà tính theo. Đúng rồi. Bây giờ trước lên giá không mày? Vậy là 1 triệu. Nói, đưa tiền lại đưa mẹ. Đưa tiền mẹ, nó nói nhiều mày. Dạ. Mẹ nó tiền đưa. Mày thú gì mày? Mày thú gì mày? Vậy là 1 trứng bao nhiêu? Tăng 8 ngàn. 4 ngàn. Gì ta tám mẹ mày? Thì bây giờ đưa vợ nói mẹ cho nhanh đi. Rồi đó nói vợ bánh con tiếp về rồi. Đâu thằng đâu cậu? Thằng xanh nữa đưa tiền đi. Rồi con có cho đâu? Giờ đưa tiền không? Bây giờ nè một trứng bao nhiêu? Còn nó trứng là bao nhiêu mà 4 ngàn 15 ngàn. 15 ngàn. Chứ mẹ mày mày 8 ngàn mà giờ nó 15 ngàn rồi. Ý gì vậy? Giờ giá mấy ngàn tiền đại. Rồi bây giờ con nói. Rồi đó nói vợ đi. Trời đưa đây bán chú này. Mấy ngàn chồng chi cũng biết nào. Ủa, cho xe lộn mương đó cậu. Xe lộn mương đó. Mấy ơi, đi nhờ xe lộn chứ nào là chục 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 chục. Hồi nãy giờ ông bưng trứng đây chưa? Ông chưa bưng mà. Nãy giờ ông chưa bưng đây sao? Đứng ở dưới coi lại đi quay. Trên xanh đào này, xanh đào nó làm hả? Bê biếu mẹ đi, bê biếu mẹ đi ra khỏi nhà tao đi. Ngay trong ngày này coi như tao lỗ không được. Vậy thôi cởi cho em chưa? Còn quần kìa, làm mấy quần giờ cho anh Quốc. Cái quần ở đây mấy nhà kìa. Quần xanh đào, quần xanh đào lục mấy nhà kìa. Ai điên đây xanh đào? Ông chiếu kìa. Có người cậu mà ông chiếu kìa. Quốc đưa tiền cho anh cậu ấy đi. Anh Quốc đây tạo đi, anh chạy á. Anh Quốc đây tạo đi. Anh vô là cậu bạn tin á. Mấy người quê. Nhà tao đâu có cái chùa đâu, thích xuống xuống mày xuống cái đi mày. Coi anh của mẹ, tao làm gì của mày, anh gì của mày mẹ mày. Cứ nói đi, không có gì đâu, không cậu đi, chào chú luôn vậy, để anh chịu căng chẳng hỏi gì cậu chờ. Mày đi kiếm anh mẹ. Chạy trứng tao đâu, trứng nào? Bây giờ cái trứng tao đâu, tôi. Mấy người này, mày chịu căng chẳng hỏi gì. Đã mở ghè đã chưa bao giờ thua này. Mở thua này. Mở thua này. Ai biết ở đâu rồi? Ai biết ở đâu rồi? Ai biết ở đâu rồi? Cùng luôn. Mấy anh lại. Chắc này đều chẳng như thằng mẹ mình. Chẳng như thằng mẹ mình. Chưa có nói là cậu bị. Cái thùng chấn gì mà muốn nghe ta nè. Không biết đâu. Ai biết mẹ nó tiền đâu. Cậu nói dữ bậu nè. Nếu mẹ chịu một trăm. Cậu nói là một chân là 4 ngàn. Cậu nói là một chân 8 ngàn sao cậu chịu được. Để anh chịu giờ. Để anh chịu giờ thùng chấn. Trời nhủ lông này trời. Thùng chấn ta đứa nào lấy vậy mà lấy vậy. Vô 1800 trứng là 1 trứng. Nào, hết thì 1, vô vụ nước đi. Vô vụ nước đi, vô nước. Đâu đưa số đi. Nói đi, vô. Vụ đâu mày, vụ đâu mày. 800 trứng mà 1 trứng 4 ngàn. 1 trứng. Giảm như tiền, 4 ngàn là nó. Giấy đến đây cậu biết. Giấy cậu biết. Cậu biết không chú. Mẹ. Cậu biết không chú. Mẹ. Cậu biết không chú. Mẹ. 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 Dạ không cậu, anh là mấy quần, mấy quần gì à? Mấy cái quần tao này, quần mình nói vậy mày. Cái đồ bọng sao hề. Cậu đúng chuyện. Cái đồ mấy cái anh dần giải sao anh lắm luôn. Cái đồ lũ. Xong mình mấy cái đồ đi mấy hết rồi. Tụ ở dưới tiếp. Mày đi bỏ lên lên thấy nhà nữa mày, quần kia. Mày đi lên thấy nhà nữa mày vô. Lên mới tăng ra cho con. Tao mày á. Thấy nhà nữa mày. Không đi vô. Đeo quê. Cái nhà tao nữa, nhà nào lấy đi cô, cái nhà mẹ, cái gì mày, lấy quần mày, lấy nhà tao ấy.
Nghe tao đâu, đi chùa đâu. Trời ơi, chơi mẹ đi. Gì vậy? Còn nguy lắm rồi, ông bên áo mà được cô. Đấy, mình ý xin nó ra luôn. Rất, cái phim. Chị mày quay đâu? Anh biết thấy là như vậy. Cậu bị thấy mình nhướng luôn kìa. Cậu anh ngồi. Cậu nãy giờ biết ai đi luôn. Chân mẹ đâu. Chị mày quay đâu? Đây tập trung vô nghe giảng bài nè ông nội. Đổ má đây là ăn chuột nè. Đây là nhà của nó nè. Nó đi vô nhà nè. Còn mình là ăn mèo nè. Mình giết nó. Nó thấy chưa. Tập trung vô. Buồn ngủ quá. Ê tập trung tập trung. Mẹ học mình không học mình lo ga hoài. Nè mình là con mèo nè. Giờ mình đi giết con chuột thấy chưa. À trời ơi dành cho con dép trong họng mình luôn nè. Đọc.